Trường Trung học phổ thông Võ Văn Tần, tọa lạc tại xã Đức Hòa Đông, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An, vừa được khánh thành vào năm học 2024-2025, với tổng mức đầu tư từ nguồn xã hội hóa lên đến 100 tỷ đồng. Đây là ngôi trường công lập đầu tiên tại Việt Nam nhận chứng chỉ công trình xanh EDGE do Tổ chức Tài chính Quốc tế IFC cấp. Chứng chỉ EDGE là hệ thống đánh giá các công trình dựa trên các tiêu chí về sử dụng tài nguyên hiệu quả trong thiết kế, giúp tiết kiệm năng lượng, nước và năng lượng dùng để sản xuất vật liệu xây dựng công trình, qua đó giúp giảm phát thải khí nhà kính. Với định hướng này, sơn phủ các bề mặt của ngôi trường đều là loại sơn phản xạ bức xạ mặt trời, giúp giảm thiểu tác động của hiệu ứng đảo nhiệt đô thị. Toàn bộ kính cửa lớp học cũng được phủ lớp solar control, làm giảm hệ số nhận nhiệt mặt trời và hệ số dẫn nhiệt của kính, đồng thời giảm bức xạ mặt trời truyền vào không gian bên trong và giúp tăng hiệu quả chiếu sáng ban ngày. Các thiết bị chiếu sáng và vệ sinh cũng được lựa chọn tối ưu để tiết kiệm năng lượng và tiết kiệm nước. Ngay cả cây trồng cũng được chọn lựa kỹ càng với những giống cây bản địa nhằm giảm thiểu việc sử dụng nước cho tưới tiêu và thúc đẩy đa dạng sinh học. Trường được xây dựng trên nền diện tích rộng gần 3 hectare, quy mô đầu tư gồm 28 phòng học, 18 phòng chức năng, các phòng thuộc khối hiệu bộ, thư viện và công trình phụ trợ khác, đảm bảo phục vụ học tập cho khoảng trên 2.000 học sinh. Với thiết kế đạt chuẩn, trường Trung học phổ thông Võ Văn Tần đã ghi nhận mức tiêu thụ năng lượng giảm 47%, tiết kiệm nước 37% và mức giảm năng lượng hàm chứa trong vật liệu lên tới 57%.